皆さんおはようございます。Xin chào các bạn, chào các bạn. Các bạn có tin đây là con đường đến một quán cà phê ở Nhật không ạ? Và thực sự đây là con đường tới quán cà phê mà nó một mình một cõi nằm ở giữa rừng, núi và sông các bạn ạ. Vì mình đi có một mình nên là thực sự mình cảm thấy hơi bất an một xíu. Nhưng mà khi mà nhìn thấy ở bên phía tay trái nó xuất hiện mấy căn nhà nên mình cũng đỡ sợ hơn. Và chạy một hồi lâu thì mình cũng đã tới được cái nơi mà mình muốn tới. Nhìn vậy chắc chẳng ai biết nó là một quán cà phê và trong đó có bán kèm thức ăn. Và quán này nó có tên là Padam. Nhưng mà khi mình thấy cái view này thì mình cảm thấy rất là thỏa mãn khi mà đã cất công chạy thiệt là xa trên một đoạn đường toàn là rừng với núi. Các món ăn chủ yếu ở đây là pizza và các món của Hàn Quốc. Và như các bạn thấy là cái view của nó rất là tuyệt vời. Đối diện ở phía bên kia sông là bãi cắm trại. Và người Nhật vào mùa hè người ta thường hay đi cắm trại, hoặc là người ta sẽ cho con người ta đi tắm ở những cái mà con sông nông như thế này. Các bạn có biết cái lò này là lò gì không ạ? Thì như hồi nãy mình có giới thiệu trong menu là có các món pizza, thì ở đây cái lò này dùng để nướng pizza ạ. Rất là dễ thương đúng không ạ? Tại vì cái nơi mình ngồi nó bị che bởi cái màn này nên là không có quay cận cảnh được đoạn nướng pizza. Tên tên tên, đây là chủ tiệm. Nghe bảo chú đã từng đi Hàn Quốc. Mà cũng phải công nhận là chú giống người Hàn ghê. Và đây là cái món pizza mình đã gọi. Nó có tên là Tsunakon. Các bạn có thấy cái view ở đây đẹp không ạ? Đẹp đúng không ạ? Tại vì phải tự quay nên là cắt bằng tay trái nó rất là khó. Và mình chỉ có thể phát biểu một câu đó là rất là ngon luôn á. Mình rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời, được vừa ăn vừa ngắm cảnh, vừa ngắm một cái cuộc sống bình dị mà không phải ở đâu cũng có được. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.